Minh Ngọc mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ẩm thực hình chữ S. Thưa quý vị, ẩm thực của nước ta lại vô cùng phong phú bởi vì mỗi vùng miền lại có những món ăn đặc trưng của khu vực đó. Nhưng mà phải nói chung là ở tất cả các khu vực thì đều có món cơm đúng không nào? Vậy ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị món ăn nào thì ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình nha. Nhưng mà trước khi để quý vị biết được câu hỏi đó thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật ngày hôm nay. Alo. Alo. Chị Ngọc Diệp hả? Mình đây. Em là Minh Ngọc đây ạ. Em nghe nói là chị mới đi du lịch Tam Kỳ đúng không? Mình mới đi du lịch về. Chuyến đi vừa rồi của chị như thế nào ta? Rất là vui và thú vị. Như là nghe cái câu của chị nói như còn tiếc nuối điều gì đúng không? Cũng hơi tiếc nhiều. Tại vì thời gian mình đi hơi bị ít, không được đi nhiều nên thành thử chưa được khám phá hết được thành phố. Chị đã thưởng thức hết các món ăn ở đó chưa? Chủ yếu ăn mì Quảng nè. Ừ. Rồi ăn hải sản, rồi đi khám phá du lịch, tắm biển. Mình ăn mì Quảng rồi ăn hải sản rồi. Nếu mà chị đi Tam Kỳ mà không thưởng thức cơm gà là coi như là chưa đi đó. Bởi vì á, ở ngoài đó còn nổi tiếng với một món nữa, đó là món cơm gà Tam Kỳ. Ủa, món này chưa rồi. Vậy là không biết Ngọc có thể giúp chị thực hiện cái, có phải là được thưởng thức cái món ăn đó không? Tại vì nghe nói tò mò quá à. Không, không thể nào từ chối chị được. Thôi bây giờ chị cứ chờ em chút xíu đi, em sẽ liên lạc lại sớm cho chị biết nha. Rồi, ok. Vậy là món ăn ngày hôm nay của chương trình ẩm thực hình chữ S đó chính là món cơm gà Tam Kỳ. Và quý vị hãy cùng với Minh Ngọc chúng ta hãy khám phá món ăn này, cũng như là giúp cho mong muốn của chị Ngọc Diệp được thành hiện thực quý vị nha. Chị Thủy ơi. Ôi chào em Minh Ngọc. Ôi chị đang nấu gì vậy ta? Chị đang nấu món cơm gà Tam Kỳ đó em. Sao mà trùng hợp dữ vậy nè. Dạ. Hôm nay chị biết không, bạn của em đang rất là muốn ăn món này luôn, mà em định là chỉ có thể qua chị mới có thể thực hiện món này thôi. Đúng rồi, tại vì đây là bếp nhà xứ Quảng mà bán món Quảng. Coi như là em về đúng xứ rồi đúng không? Đúng rồi. Chị, nhưng mà cái món cơm gà Tam Kỳ này có dễ nấu không chị ha? Dễ lắm em, không có gì khó hết á. Cơm gà thì tất nhiên là phải có gà. Đúng rồi, phải không? Đầu tiên là phải có gà. Mình có một con gà ta. Dạ. Thì cái con gà ta này á, dạ, mình mua về cái mình làm cho sạch sẽ. Dạ. Mình lấy mỡ nha. Dạ. Cái đặc biệt á là mình lấy mỡ để một lát á, mình thắn, mình xào gạo. Chính phần mỡ gà nó mới làm cho cái cơm nó thơm á em. Tại vì á cái này mình phải xào gạo lên rồi mới nấu. Sau khi mình làm sạch con gà, mình lấy mỡ ra. Dạ. Thì á bây giờ mình sẽ chuẩn bị nước để luộc gà. Nước luộc gà thì chúng ta sẽ cho thêm một ít nghệ. Vậy là mình có cái nguyên liệu chính đầu tiên đó là gà ta này nha quý vị. Tiếp theo nữa là để có thêm một bí quyết ngày hôm nay Ngọc chia sẻ luôn, đó là chị Thủy vừa nói là phải có nghệ nha, mà không phải là nghệ mà xay sẵn nha quý vị, mà nghệ củ to là nghệ tươi như thế này nè. Thực ra là nếu mà không có nghệ tươi, dạ, thì chúng ta cũng có thể là dùng nghệ bột cũng được em. Dạ. Em gọt cho chị một cái nhánh nhỏ, dạ, nhỏ như thế này nhá. Em thì mấy cái gì mà lớn lao em cũng chưa dám nghĩ tới, chứ mà cái nhỏ nhỏ là phụ chị là em dám làm hết à. Cái món cơm gà Hội An hay cơm gà Tam Kỳ thì nó khác nhau chút xíu. Ví dụ như cơm gà Tam Kỳ là người ta sẽ chặt cái gà luộc xong rồi sẽ chặt ra. Đúng rồi chị. Và chấm muối tiêu. Còn cơm gà Hội An thì người ta xé cái thịt gà ra và trộn với lại hành với rau răm. Cái món giống như là một cái món gỏi vậy đó. Dạ. Xong rồi, chúng ta sẽ cắt cái nghệ này ra. Dạ. Và chúng ta cho vào nồi. Ồ, có nghĩa là cho mình... nó có cái khi luộc gà nó, dạ, có cái màu vàng đẹp á em. Ồ. Nhưng mà chị Thủy biết không, em cứ tưởng là mình phải ướp gà xong rồi phải tha cái nghệ hết nguyên con gà luôn, sau đó mình luộc thì mới có màu vàng chứ. Cô bây giờ nè em thấy không, dạ, cái nghệ nó ra nước vàng rất là đẹp rồi. Bây giờ, dạ, chị sẽ cho con gà này vào mình luộc nha. Dạ. Ồ. Thì một lát á, cái nước á, ừ, nó sẽ thấm vào con gà. Dạ. Bây giờ mình cái mỡ đó em, dạ, thì mình sẽ cắt nhuyễn nhuyễn ra. Dạ. Lúc đó thì em đi vo gạo cho chị đi. Vậy hôm nay mình phải vo gạo trước luôn chị ha. Nhưng mà lên mạng tìm hiểu thông tin rồi mới biết á là cái sự cầu kỳ không phải là do cách nấu đâu, mà do cái kinh nghiệm được chia sẻ nấu như thế nào mới ngon được. Rồi đây em đã vo gạo xong rồi đây.
Ủa chị, cái phần gạo này là mình sẽ nấu cơm riêng hay là sao chị? À, mình phải xào nó lên cho săn hột gạo lại rồi mới bắt đầu nấu em. Sau khi là chị luộc chín con gà rồi đó, dạ. Thì chị sẽ nhắc cái nồi này xuống. Và em cho cái chảo lên giúp chị. Chúng ta chờ chảo nóng sẽ phi cái mỡ gà này lên. Thường thì khi mà làm cái món này đó em, thì cái bộ đồ lòng của gà đó, người ta sẽ cắt nhuyễn ra và người ta sẽ xào lên thành mặn mặn, có cho vô một tí nước để mà mình ăn cơm mà nó quá khô, mình chan cái nước đó vào, ăn giống rất là như ngon. Là kho luôn hả chị? Đúng rồi, giống như là kho. Ở đây thì chị Thủy đang giúp cho Minh Ngọc cũng như là quý vị một cái bí quyết, đó là chúng ta sẽ xào cái phần gạo này lên. Đầu tiên là cho hạt gạo nó săn nè, tiếp theo nữa là cơm gà của chúng ta sẽ có cái mùi gà rất là thơm ha. Sau khi thắng cái mỡ gà thì mình cho cái tỏi vào. Dạ. Mình phi cho vàng nha. Cho bắt đầu thơm. Em nghe mùi thơm này nè chị. Khi mà tỏi vàng á thì ta sẽ cho gạo vào xào. Sau khi xào gạo xong thì chúng ta sẽ cho nước luộc gà vào chúng ta nấu. Mình sẽ để nước xăm xắp và mình đổ vô trong cái nồi cơm điện mình nấu. Yeah. Cơm gà Tam Kỳ thì người ta chỉ chặt con gà ra thành những cái lá xong rồi chấm muối tiêu ăn thôi. Yeah. Nhưng mà hôm nay chị chỉ thêm một cái mà ở nhà chị hay làm và cơm gà Hội An người ta cũng hay làm. Yeah. Đó là chúng ta sẽ trộn gỏi. Mà khi trộn gỏi thì ăn nó sẽ hấp dẫn hơn. Yeah. Thì chúng ta sẽ có củ hành nha. Yeah. Củ hành thì ta sẽ cắt thành những cái lát mỏng em. Yeah. Rồi sau khi mà cắt những lát như thế này thì chúng ta ngâm vào trong nước đá cho nó giòn và nó bớt cái mùi hăng. Chúng ta sẽ có thêm rau răm. Dạ. Yeah. Em thấy là cái lá nó rất là nhỏ so với những cái lá mà em ăn ở ngoài chợ nha. Cái này á là rau răm chị lấy từ cái làng rau Trà Quế. Ở ngoài Hội An. Đây là cái làng rau mà trồng rất là nhiều rau cũng như là địa điểm du lịch rất là nổi tiếng ở ngoài đúng Hội rồi. An đúng không chị? Thành ra là cái cọng rau răm nó nhỏ xíu xiu như thế này nè. Thì khi mình trộn vào nó rất là thơm. Cái gà mình xé sợi ra ha. Yeah. Sau khi mà mình trộn các cái gia vị vào trong này đó em. Yeah. Thì em cắt giùm chị một lát chanh đi. Mình sẽ vắt chanh vào. Cái món gỏi của người miền Trung á thường làm chua từ chanh chứ không có phải là từ giấm ha. Chúng ta sẽ vắt chanh vào và chúng ta sẽ cho hành tây vào rồi cho rau răm vào ha. Sau đó chúng ta nêm nếm lại cho nó vừa miệng thôi. Hèn chi là cái lúc mà em đi Hội An á, khi mà vào những cái quán ăn á, thấy những cái bà ngồi nha, rồi bắt đầu em nói, ủa sao quán này quán cơm gà mà không thấy gà chặt từng miếng ta, thì ra cuối cùng là dĩa như thế này. Bây giờ á, gà trộn cũng xong, dạ. Cơm cũng chín rồi, thì bây giờ chị sẽ đi múc cơm ra dĩa, dạ. Và trình bày cho em xem nhé. Dạ. Em ơi cơm wow. Đây, cơm đã có rồi, chị úp ở trong này nè. Dạ. Thì bây giờ mình trình bày cái gà trộn này, dạ. Lên đây nha. Thực ra đây là một cái món rất là ngon, là bởi vì em biết sao không? Nó có đủ đạm nè, rau nè, dạ. Rồi á là tinh bột là cơm mà mình nấu từ những cái gia vị rất là thơm ngon. Dạ. Chắc là quý vị khán giả đang thắc mắc là không biết là món cơm gà Hội An hay cơm gà Tam Kỳ thông thường sẽ ăn kèm với nước chấm gì? Bởi vì ở miền Nam mình đã quá quen ăn những món cơm cùng với nước chấm chua ngọt đúng không? Ở đây nha, rất là đơn giản, chỉ ăn kèm với nước tương và ớt như thế này mà thôi. Thậm chí là ai mà muốn có thêm một chút vị nữa thì giống như là chị Thủy có nói ngay từ đầu á, cái phần lòng gà nè, mình có thể kho cùng một ít xíu dầu, xíu nước mắm như thế này thì chắc chắn là sẽ tăng thêm cái hương vị cho món cơm gà của chúng ta quý vị nha. Rồi bây giờ em mở cái chén cơm này ra đi. À, chắc là có điều bất ngờ gì chị ha. 1, 2, 3. Wow. Cái em thấy không? Cái hạt cơm nó xe lại, dạ. Và nó vàng rất là đẹp quý vị. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã có được món cơm gà Hội An hay cơm gà Tam Kỳ ngày hôm nay. Bây giờ thì Ngọc thấy nè, bụng cũng đã đói và mùi thì cũng dậy vào mũi rồi. Chắc chắn là không đợi thêm một giây phút nào nữa, phải gọi ngay bàn của Ngọc tới. À, nhưng mà trước khi gọi phải nói lời cảm ơn chị Thủy rất nhiều nha. Bởi vì Ngọc đã về đúng nơi, đó là bếp nhà xứ Quảng, để chị Thủy có thể giúp cho Ngọc có được món cơm gà này. Cảm ơn chị rất nhiều vì lần nào chị cũng giúp em hết trơn. Chị muốn giới thiệu những cái món Việt ngon của đất nước mình đó. Sau này các món ăn Nhật, Hàn đang bắt đầu lấn sân món đúng Việt rồi. Và không
rất là ít người phô trương cái món Việt lên. Chị muốn đưa món Việt vào lòng của tất cả mọi người bằng những cái món ăn ngon, tinh tế của người Việt mình. Dạ vâng ạ, và đó cũng chính là mong muốn của chương trình Ẩm thực Hình Chữ S, muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Cho nên là Ngọc cứ nhắc đi nhắc lại là quý vị nhớ nha, có tâm tư, tình cảm gì mà quý vị mong muốn chúng ta quay về những ký ức của mình cùng với những món ăn thì đừng ngại là hãy nhanh chóng là viết thư gửi về cho chúng tôi quý vị nha. Còn bây giờ thì quay lại nhiệm vụ ngày hôm nay của Minh Ngọc, đó là sẽ gọi ngay cho người bạn của mình đến đây để thưởng thức ngay món cơm gà Hội An hay cơm gà Tam Kỳ. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình quý vị nha. Giới thiệu với Diệp nha, đây chính là chị Thủy, người đã giúp cho Minh Ngọc cũng như là giúp cho Diệp có được mong muốn thành hiện thực, đó chính là món cơm gà Tam Kỳ ngày hôm nay. Chào em chào chị Thủy. Hôm nay em rất là vui và cảm ơn chị đã làm cho em một món ăn nhìn rất là đẹp mắt và hấp dẫn. Bây giờ em phải thưởng thức xem nó có gì thú vị ở đây. Mời em nhé. Em ăn thử đi. Ngọc ăn đi cứ. Dạ, em thử nha. Đầu tiên là phải thử ngay cái cơm gà nè. Chị thấy làm sao? Gà rất là dai và nó giữ được nguyên hương vị của gà á chị. Thơm nữa. Tại béo. Vì mình làm từ gà ta đó em. Rồi mình luộc với lại là có nghệ ở trỏng nữa. Cho nên là nó thơm. Cái hạt cơm á nó còn nguyên nhưng mà em tưởng tượng cảm giác giống như là khi ăn vô nó cứng lắm. Nhưng mà nhìn thôi là thấy cứng nhưng mà đến khi bỏ vô miệng thì nó vẫn còn giữ hương vị với rất là mềm nữa. Em không biết bí quyết vì sao mà lại được cái món ăn hấp dẫn như thế này. Bí quyết để mà có được cơm ngon như vậy á, là Ngọc cũng mới học được từ chị Thủy, đó là gạo á, mình phải rang lên nha. Wow. Nhưng mà quan trọng nhất là khi mà mình xào gạo á thì phải nhớ một cái biệt tuyệt chiêu của chị Thủy dạy nè, đó là dùng ngay cái mỡ gà đó. Đó mình sẽ thắng lấy mỡ ra, sau đó sẽ cho gạo sau khi vo vào rồi mình sẽ xào cho săn rồi tiếp tục mình mới bỏ đi nấu. Hôm nay em thực sự rất là vui và cảm ơn chị Thủy, cảm ơn Ngọc và đặc biệt là cảm ơn chương trình đã cho dịp được thưởng thức một món ăn rất là ngon và hấp dẫn. Thưa quý vị khán giả thân mến, món cơm gà Tam Kỳ, một món ăn đặc trưng của xứ Quảng, ngày hôm nay đã được chương trình thực hiện cho mong muốn của chị Ngọc Diệp. Và chắc chắn là quý vị cũng sẽ còn rất nhiều điều để chia sẻ cùng chúng tôi đúng không nào? Vậy thì đừng ngần ngại, hãy nhanh tay gửi thư về cho chương trình để chúng tôi có thể thực hiện những mong muốn của tất cả quý vị, cũng như là chúng ta có thể khám phá được sự độc đáo của ẩm thực Việt Nam quý vị nha. Thời gian không còn nhiều nữa, một lần nữa Minh Ngọc xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng kỳ sau của chương trình Ẩm thực Hình Chữ S. Thank you.